Em chào các bác nhé, chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, vẫn một cái tin rất là vui dành cho quý khách hàng. Hôm qua Tuấn Anh cũng đã nói rồi, nhưng hôm nay Tuấn Anh nói lại dành cho các bác nào hôm qua chưa xem được video. Xin tính với quý vị anh chị khách hàng rằng thì là mà tất cả những cái dòng xe ở bãi nhà em đã, cũng như đang có một cái thông tư về đã ra quyết định ngày hôm qua, đó là của Cục Đăng Kiểm Quốc gia, rằng tất cả những cái mẫu xe có liên hạn sử dụng trên 20 năm thì sẽ đăng kiểm 6 tháng, còn trong vòng 20 năm đổ lại thì sẽ đăng kiểm là 1 năm đến 1 năm rưỡi đến 3 năm. Và tất cả những dòng xe mới thì đều được miễn đăng kiểm. Đó là một cái thông tư mà có thể nói là dành cho cái ngành ô tô cũ với những chiếc xe đời sâu như cửa hàng bên em thì rất có lợi, tại vì là tất cả các vị khách hàng đều có thể là làm cho mình một cái đăng kiểm đều rất là ok và đăng kiểm dài, không phải đăng kiểm khi các bạn đang nghĩ rằng là mình ngại vấn đề đăng kiểm, đúng không ạ? Thì em đây nói rõ luôn là tất cả những con xe từ năm có năm sản xuất 2003 trở về đây thì đều đăng kiểm ít nhất là trên 1 năm. Còn từ 2003 trở về trước thì đăng kiểm 6 tháng. Đấy. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đi báo giá. Hôm nay Tuấn Anh sẽ báo giá tất tần tật những cái mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng. Báo giá qua thôi. Đấy, đời giá xe thôi. Đấy, cho bà con nhé. Đầu tiên là một chiếc Innova. Đây ạ. Innova 2009 số sàn. Một mẫu Innova 2009 số sàn biển Thái Bình, bản G xịn, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 với giá 255 triệu đồng. 255 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Innova 2009 G xịn, xe gia đình tư nhân biển Hà Thái Bình, xe 2.0. Innova Z 2008 số sàn. Con này là Innova Z 2008 số sàn bản 2.0 biển Hà Nội. Con này hiện tại là bên em đang chào bán là 195 triệu đồng. Innova Z 2011 biển 29A43811. Con này đời 2011, xe đẹp như Innova G và chất lượng có thể nói là hơn những chiếc Innova G xấu xấu nữa. Con này hiện tại bên em đang bán là 232 triệu đồng. Z 2011 số sàn máy 2.0. Đấy. Bán tải Ford Ranger XLT 2009 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, biển Bắc Giang. Con này bán 280 triệu đồng một chiếc Ford bán tải Ranger XLT số tự động. Innova 2007 số sàn, bản G xịn, xe gia đình tư nhân biển Hà Nội, màu đen biển 29A49831, 240 triệu đồng. Matiz SE 2008 số sàn máy 0.8 biển 15A16552. Con này thì tư nhân chính chủ biển con này tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, và giá bán của nó là bên em đang bán là một chiếc xe như này là 55 triệu đồng. Matiz 2008 số sàn nhé các bạn nhé. Rất nhiều xe rẻ. Innova G 2010 số sàn biển Hà Nội với giá 265 triệu đồng. Innova Z 2015 số sàn bản Z 2.0 biển Bắc Giang 98A40410. Con này bán với giá là 345 triệu đồng. Innova Z 2015 số sàn 2.0 345 triệu đồng. Lancetti CDX 2009 bản này là bản xuất Trung Đông, trang bị rất nhiều túi khí, 8 túi khí, cửa sổ trời số tự động. Đấy. Đèn pha auto nhập khẩu nguyên chiếc với giá bán 242 triệu đồng. Ford Everest 2008 phiên bản số tự động, máy dầu 2.5, chiếc xe đang đeo biển 30E92411. Với chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán là 325 triệu đồng. Ford Everest 2008 số tự động, máy của nó 2.0, rất đẹp. Tiếp tục là một mẫu xe Ford Everest 2005 số sàn máy dầu 2.5, chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng với giá bán 178 triệu đồng. Chevrolet Captiva 7 chỗ ngồi biển Hải Phòng 15A29763. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 248 triệu đồng, đời 2009 số tự động máy 2.4, 248 triệu đồng. Một chiếc xe Chevrolet Vivante Captiva 7 chỗ ngồi số tự động máy 2.0. Đó, một chiếc xe khá đẹp màu vàng cát. Kia Carian sản xuất năm 2016 số sàn 2.0. Con này là tư nhân chính chủ biển Bắc Vĩnh Phúc, đời 2016 số sàn 2.0 với giá 309 triệu đồng.
Tiếp tục là một chiếc Toyota Innova 2009, số sàn máy 2.0 bản G. Xe đã rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên bản G xịn với giá 255 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Chevrolet Vivante 2008, số sàn 7 chỗ ngồi, máy 2.0, bản đủ, đăng kiểm dài tháng 5 năm 2023 với giá bán là 140 triệu đồng. Mitsubishi Piero trang bị động cơ 3.5i giá 190 triệu đồng, đời 2003. Đời 2003, biển Hà Nội, một chiếc xe số sàn máy 3.5. Một chiếc xe với giá chỉ có 190 triệu đồng, Mitsubishi Piero 190 triệu đồng, đời 2003. Mitsubishi Zoni 2003. Con này cũng là Mitsubishi, nhưng Mitsubishi Zoni với khối động cơ 2.0 đang chạy bằng bộ chế hòa khí. Và form của nó form mới, và giá bán là 95 triệu đồng. Bà con ạ, đây là những cái mẫu xe 7 chỗ bên em. Có rất nhiều những cái dòng xe 7 chỗ cho anh em lựa chọn. Em cứ báo giá qua biển số và từng đời một cho anh em có thể lựa chọn. Và các bạn nào thích cái dòng xe nào thì có thể kết bạn Zalo với em qua hai số hotline 081-666-2386 hoặc 0971-255-863 để có thể là biết thêm thông tin chi tiết nhé. 15A72015, một chiếc Toyota Innova G 2006 phiên bản số sàn, máy của nó là 2.0, một chiếc xe gia đình sử dụng bản G xịn đời 2006 với giá 198 triệu đồng. Innova G 2010, bản G xịn, máy 2.0, tên tư nhân, biển Hòa Bình, 28A10294. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho anh em là 275 triệu đồng, đời 2010. Tiếp tục là một chiếc Innova G 2006 phiên bản số sàn, màu đen, bản G xịn với giá bán 220 triệu đồng. Xe đẹp không lỗi, màu đen, biển Hải Phòng, chính chủ, đăng kiểm tháng 7 năm 2023. Rất là đẹp cho anh em. Tiếp theo là một chiếc Mazda Plymouth 2003, một chiếc xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, thương hiệu đến từ Nhật, máy Hà 1.8, số tự động. Con này thì màu xanh và giá bán của nó là hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá tương đối là hợp lý cho anh em với giá 160 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Nissan Bluebird sản xuất năm 1990, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023. Con này mới đăng kiểm xong. Máy lổ, còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát và đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 35 triệu đồng cho anh em. 35 triệu đồng một chiếc xe tập lái, tránh mưa tránh nắng, rất ok cho anh em. Và khu vực đằng trước thì em đang có tiếp tục những cái mẫu xe mà muốn giới thiệu đến cho bà con, cô bác chị em. Tiếp tục là một mẫu Kia Morning SLX 2004, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con, một chủ từ mới, xe đẹp không một lỗ nhỏ. Con này hiện tại bên em đang bán 138 triệu đồng dành cho các bác nào thích cái dòng xe mà Morning nhập khẩu SLX như thế này. Đấy, màn hình Android, nội thất ghế da, xe đẹp không lỗi. Đấy. Vâng, một chiếc xe khá là ổn định và rất chất lượng cho quý hàng và quý bà con. Tiếp tục là một mẫu Toyota Innova 2010, phiên bản số sàn, máy 2.0, tư nhân, chính chủ, biển Hải Phòng, biển 15A19978, bản G xịn với giá bán 265 triệu đồng. Innova E2016, biển 34A64710, đời 2016, bản E xịn, đời 26, máy 2.0, số sàn, đăng kiểm tháng 6 năm 2024, tên tư nhân, biển Hải Dương, màu vàng cát, với giá bán là 400 triệu đồng tròn. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Innova 2015 bản G số tự động, đời 2015, bản G số tự động, 455 triệu đồng, máy 2.0, biển 3809304, tư nhân, chính chủ, biển Hà Tĩnh các bạn nhé, đăng kiểm dài, số tự động, form mới, rất đẹp với giá 455 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Daewoo Lacetti CDX sản xuất năm 2010. Con này thì đăng kiểm đến tháng 10 năm 2023 và giá bán của nó là hiện tại là bên em đang chào bán chiếc xe này là 242 triệu đồng. Ford Everest 2008, biển Hải Phòng, 15A46347. Chiếc xe được trang bị là số tự động 2.5, máy dầu 2.5, máy dầu, 7 chỗ ngồi, biển Hải Phòng, với giá bán là 325 triệu đồng. Chevrolet Vivante 2000 bao nhiêu? 2008, số tự động, biển Cao Bằng,
7 chỗ ngồi, máy số rất là đẹp, đăng kiểm dài. Và giá bán của nó là 160 triệu đồng. Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003, bản đủ số tự động, máy dầu 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Chiếc xe đang đeo biển 98A54607. Con này thì đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Con này thì sản xuất năm 2003 bản full nhé. Con này bán với giá là 229 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009G. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2009G, số tự động, biển 30, Hà Nội 18610. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. 285 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc xe Vios G 2009 này. Innova E 2016, con này thì đã rút hồ sơ rồi. Về thì cái hàng chỉ việc bấm biển ra tên rồi thôi. Với chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 390 triệu đồng một chiếc Innova E 2016. Số sàn, xe đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Mitsubishi Zoni biển 98A04929, con này thì đời 2004, bản đủ mắt xích, lốp treo, đèn cột, máy turbo. Và con này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với cái giá chỉ có tầm loanh quanh 100 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, máy xăng 2.7, 2 cầu, 7 chỗ ngồi, với giá bán là 368 triệu đồng. Fortuner 2010. Đấy. Ở đây em đang có một chiếc Spark 2009. Đấy, con này thì cũng mới sơn tỉa đánh bóng, nói chung là còn khá là đẹp. Đấy, đời 2009, máy 0.8, biển Hà Nội 30A58177, con này bán tầm khoảng 69 đến 70 triệu. Đấy, một chiếc Spark 2009 gần như là mới cứng cựng luôn. Đấy, rất là đẹp cho anh em. Với tầm tiền đâu đó chỉ có loanh quanh là 70 triệu thôi. 69 70 triệu là anh em đã có được một chiếc Spark như thế này rồi. Đấy, đời 2009 nhá. Đây, Fortuner 2010 đây. Đấy, anh em thấy đây. Tiếp tục là một chiếc xe Spark, con này thì đang đeo biển 29A09364, một chiếc Chevrolet Spark biển Hà Nội và lên được cả la răng đúc rồi. La răng rất là đẹp. Con này thì đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024, đời 2010, đăng ký 2011, tư nhân chủ đủ, biển Hà Nội, với giá bán 79 triệu đồng. 79 triệu đồng. Biển Hà Nội nhá, lên được la răng này, đèn đóm thì rất là sáng này. Đấy, giá 79 triệu đồng cho anh em. 79 triệu đồng là anh em có thể sở hữu chiếc xe này. Form dáng đẹp, đèn đóm đẹp này. Nội thất là lỉ nguyên bản nhá, biển Hà Nội. Biển số được ghép cũng rất là cẩn thận luôn. Biển số được ghép rất là cẩn thận luôn. Rất sạch, đăng kiểm dài tháng 3 năm 2024. Mới đăng kiểm xong. Đấy, nội thất là lỉ nguyên bản, màn hình cam lùi, với giá bán 79 triệu đồng. Bà con đã sở hữu được chiếc Spark này rồi. Tiếp tục ở đây em lại có thêm một chiếc xe Mazda 6 sản xuất năm 2017, trang bị số tự động, máy 2.0 bản full. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang bán 568 triệu đồng một chiếc xe Mazda 6 2017 phiên bản số tự động. Chiếc xe rất là đẹp cho anh em. Tiếp tục là một mẫu xe Hyundai Avante 2012, Hyundai Avante 2012 phiên bản số tự động, máy của nó là máy xăng 1.6, tư nhân, biển Hà Quảng Ninh, đời 2012, và giá bán của nó là 325 triệu đồng. Hyundai Accent 2000 Hyundai Accent 2011 phiên bản số tự động, máy xăng. Con này thì máy 1.4, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Nguyên. Với giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 328 triệu đồng. Có bớt cho anh em để anh em có thể đến trực tiếp tham gia chạy thử và trải nghiệm nhé. Accent nhập khẩu 2011, máy 1.4. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2016. Con này thì tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, xe không qua đục. Đấy. Không taxi, màu đen xịn, không đổi màu, bản E. Với giá bán là 340 triệu đồng một chiếc Vios E 2016. Phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5. Đấy, rất là đẹp cho anh em này. Nissan Sunny, một mẫu xe đời cao, giá rẻ và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em. Với chiếc Nissan Sunny này sản xuất năm 2013, máy 1.5, tên tư nhân, biển Hải Phòng, xe rất là đẹp, keo chỉ zin, máy zin từ mặt dàn cò, màu bạc xịn, đăng kiểm tháng 1 năm 2024, và giá của nó chỉ có 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng một chiếc xe Nissan Sunny 2013 nhá, đời cao, giá rẻ cực kỳ luôn. Tiếp tục là một mẫu xe Kia Rio 2015.
bản AT, số tự động, máy 1.4, hàng nhập khẩu với giá bán 379 triệu đồng. Và đang tiến vào đây là một chiếc xe Toyota Vios đời 2005. Chiếc xe đang đeo biển 35A15777. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 120 triệu đồng, đời 2005, phiên bản số sàn, máy 1.5, tên tư nhân, biển là Linh Bình, biển số 15777 với giá 120 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Spectra. Với chiếc Kia Spectra này thì sản xuất năm 2006 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2007, phiên bản số sàn, máy 1.6. Chiếc xe thì sản xuất năm 2006 rồi. Và giá bán của nó là 99 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Daewoo Lacetti CDX. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe được trang bị hộp số tự động, máy 1.6, bản nhập, và giá bán là 205 triệu đồng các bạn nhé. Daewoo Gentra 98A3943979. Một chiếc xe Daewoo Gentra 2009, phiên bản số sàn, máy 1.5, tên tư nhân, biển Bắc Giang, xe không qua đục, không taxi, không dịch vụ, với giá bán 125 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Ford Laser, một mẫu xe đến từ nhà xe của Mỹ, sản xuất năm 2002, bản đủ đấy, đèn ống nhé các bạn nhé, đèn ống này. Ford này Ford mới rồi các bạn nhé. Với giá bán hiện tại là 145 triệu đồng, con này thì đăng kiểm rất là dài. Sản xuất năm 2002, bản đủ số sàn. Daewoo Gentra 2010 với giá bán 145 triệu đồng, xe gia đình sử dụng, tên tư nhân, biển Hà Nội, xe rất là đẹp cho anh em này. Ba con xe này thì hai con này em nhận cọc, còn một con kia thì em vừa quay rồi. Tiếp tục về khu vực đằng trước thì Tuấn Anh sẽ có những cái mẫu xe mà dành cho quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em. Vậy thì bà con, cô bác chị em nào quan tâm về những cái dòng xe bên em? Ở đây thì cái dàn hatchback này thì ngày hôm qua Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho anh em rồi. Hôm nay Tuấn Anh không xin phép là không giới thiệu lại nữa. Giờ chúng ta về khu vực đằng trước để có thể giới thiệu cho anh em về những chiếc xe sedan tiếp tục mà đang có mặt tại thì cửa hàng nhé. Có rất nhiều xe mới về, rất nhiều xe rẻ và phù hợp với tầm tiền kinh tế cũng như mục đích sử dụng của tất cả mọi người. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe này, Toyota Vios, sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, bản E. Chiếc xe đang đeo biển 98A49413, sản xuất năm 2014, bản E xịn, với giá bán là 305 triệu đồng. Vios EG 2019, hộp số tự động, bản AT. Con này thì đang đeo biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ, số tự động, zin cả xe, một chủ từ mới, biển Hải Phòng, form mới, với giá bán 505 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Honda Accord. Với chiếc xe Honda Accord này thì sản xuất năm 2000 bao nhiêu ạ? Sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Máy 2.0, số tự động, biển Hải Phòng, 2010, với giá 355 triệu đồng. Xe đẹp không lỗ nhỏ. Hyundai Accent 2000 bao nhiêu ạ? Hyundai Accent 2013, một mẫu xe số sàn, máy 1.4. Chiếc xe là đang đeo biển 28A0858185. Đây, 1.4 và giá bán của nó là 315 triệu đồng. Kia K3, một mẫu xe mà cũng khá là hợp lý cho anh em. Một chiếc Kia K3 2014, phiên bản số tự động, máy 2.0. Chiếc xe đang đeo biển 2.0, con này là bán 425 triệu đồng. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, Kia K3 2014, số tự động, máy 2.0. Vios G, một mẫu xe Vios G 2000 bao nhiêu ạ? Vios G 2014, bản G xịn, máy 1.5. Chiếc xe đang đeo biển 15A14797, đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Và giá bán của nó là 398 triệu đồng bà con nhé. Chevrolet Aveo 2013, trang bị hộp số tự động, máy xăng, con này là 1.5, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, một mẫu Aveo số tự động 2013, và giá bán là 230 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Accent 2000 bao nhiêu ạ? Accent này là 2014, số sàn, máy 1.4, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe đang đeo biển 30G34276, và giá bán của nó là hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán là 295 triệu đồng. Ở đây em đang có hai chiếc xe này nhưng mà chưa biết là anh em có về bao giờ. Tóm lại là mình cũng chưa biết thì mình cũng chưa quay. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Avante 2014,
phiên bản số sàn máy của nó là 1.6, tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, đời 2014, số sàn và giá bán của nó là 275 triệu đồng một chiếc Hyundai Avante. Đấy. Kia K3 2015 trang bị hộp số tự động, máy xăng 2.0, tên tư nhân biển Bắc Linh, xe đẹp không lỗ nhỏ, bản full. Đấy, con này bán với giá là 455 triệu đồng. Bớt cho anh em 10 triệu còn 445 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Buick X-Trailer sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe đang đeo biển 16L3984. Con này hiện tại là tôi đang chờ bán với giá là 129 triệu đồng. Tiếp tục là một mẫu Vios màu trắng. Con này là sản xuất năm 2015, bản G. Nhà em có hai con nhé, một con bản G màu đen và một con bản G màu trắng. Và đây là một chiếc xe bản G màu trắng 2015 với giá bán là 275 triệu đồng. Máy 1.3, bản G. Có rất nhiều những dòng xe khác cho anh em. Hyundai Venna nhập khẩu 2008, số sàn 1.4, biển Quảng Linh, 172 triệu đồng. Vios eCVT 2017 429 triệu đồng, có bớt cho anh em nhé. Con này số tự động eCVT 2017. Nhà em có một chiếc eCVT 2018 với giá 415 triệu đồng, zin cả xe màu vàng cát, biển Hải Phòng chính chủ, cho anh em có thể tham quan. Vios G 2009 biển 15A15346, số tự động 2009, 285 triệu đồng. Daewoo Lancity hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2010, máy 1.6, tên tư nhân biển Nghệ An. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với giá là bao nhiêu ạ? 212 triệu đồng. Lancity nhập khẩu 2010, số sàn 1.6. Kia Rio 2000 bao nhiêu ạ? Kia Rio 2015 phiên bản số sàn, máy của nó phiên bản số tự động, máy 1.4, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Rio 2015, một chủ từ mới, chạy chuẩn 7 vạn đời 2015. Vâng, biển Quảng Linh và giá bán của nó hiện tại là tôi đang chào bán là 385 triệu đồng. Vios EA 2014 xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Hòa Bình, 28A12965. Con này hiện tại tôi đang chào bán với giá là 325 triệu đồng bản EA xe gia đình sử dụng nhé. Vios Limo 2010 189 triệu đồng, biển 15A26921, một chiếc Vios Limo 2010 với giá bán là 189 triệu đồng. Mazda, đây là một chiếc Mazda 3 2009 số tự động AT 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng màu trắng, bản full cửa sổ trời, với giá bán 268 triệu đồng. Vios EA 2017 phiên bản số sàn, máy 1.5, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, biển Thái Bình, màu vàng cát, và giá bán của nó hiện tại thì tôi đang chờ bán với giá là 368 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Gencha nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn, máy 1.2, biển 24A, đời 2010, Lào Cai nhé các bạn nhé. Con này hiện tại bên em đang bán 139 triệu đồng. Gencha nhập khẩu máy 1.2, có cả túi khí và máy 1.2 thôi. Tiếp tục là một chiếc Vios EA 2017 phiên bản số sàn, máy 1.5, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Hải Phòng, màu đen, xe đẹp không lỗi, với giá bán là 368 triệu đồng. Vios EA 2011 biển Quảng Linh, 14A49095, con này hiện tại tôi đang chờ bán với giá khá hợp lý cho anh em là bao nhiêu ạ? Con này hiện tại là tôi đang chờ bán với cái giá tương đối là hợp lý cho anh em, với giá bán là 248 triệu đồng. Gencha 2010, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên. Con này bán 139 triệu đồng, đời 2010, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên, xe đẹp không lỗi nhé các bạn nhé. Lacity SE 2010 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hòa Bình. Con này hiện tại là tôi đang chào bán với giá khá hợp lý cho anh em là bao nhiêu ạ? Một chiếc xe như này nhập khẩu số sàn 1.6, 212 triệu đồng. Tiếp tục là i10 2015 số sàn, máy 1.2, bản Pay, một mẫu xe sedan hai đầu, với giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với giá khá hợp lý cho anh em là 242 triệu đồng. Hyundai Venna 2008 số sàn, máy 1.4, với giá bán là 150 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Solata 2003
hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động, máy 2.0, một mẫu xe hạng sang, rất đẹp cho anh em, với giá bán hiện tại là 1765 triệu đồng. Ford Fiesta 2011, số tự động, máy 1.6, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, với giá bán 258 triệu đồng. Sedan 2 đầu. Mercedes bản Mercedes GLK 2000 bao nhiêu đấy? Mercedes GLK 300 2009, số tự động AT 3.0 biển Bắc Linh, với giá bán là 395 triệu đồng một chiếc xe Mercedes như thế này. Nói chung là cũng rất là nhiều xe, cũng chưa thể là báo hết được cho anh em. Xe thì rất là nhiều, và cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em luôn luôn ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm vào nút like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật những mẫu xe mới về. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con nhé. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.